xin chào tất cả quý vị các bạn ha. Hôm nay là lễ 2/9, mọi người giờ Sài Gòn đi chơi những nơi rất là xa, ví dụ như là đi nước ngoài, đi Đà Lạt, đi Vũng Tàu, rất là nhiều địa điểm du lịch ở khắp Việt Nam, Nha Trang, Đà Nẵng, Phan Thiết. Nhưng mà hôm nay vợ chồng Viên ở tại Sài Gòn đã dẫn hai người đi ăn lẩu rồi cả nhà. Lễ thì Viên cũng không thích con chen đi chơi ở đâu xa, tại vì thực lễ thì giá dịch vụ của nó lên rất là cao, rất là mắc, nên là Viên vào Nga thì ở tại Sài Gòn thôi, thì mình có gì mình xài cái đó, mình đi thưởng thức những món ngon ở Sài Gòn và mình thể là chia sẻ lại với cả nhà luôn. Đây hôm nay là nhà gọi cái lẩu Thái ở đây, chồng ngồi ăn ngồi nói chuyện bàn kế hoạch cho tương lai. Đây là một cái lẩu Thái nhé cả nhà. Thì cái quán này thì là một cái quán nhà hàng, đây là một cái nhà hàng rất là lớn ở quận Tân Phú. Đây cái món đây cái nhà hàng này nó là tên nhà hàng ẩm thực 316 nhé, nhà hàng ẩm thực 316. Nó rất là nhiều những cái món ăn ngon, như là món ăn là nó thuần túy Việt Nam và món ăn đặc sản ở vùng núi nhiều, ví dụ là dúi này, heo ngô rừng này, rồi thỏ này, sóc này, là rất là nhiều món đặc sản, rồi bò bê dê thì nói chung là có hết cả nhà, có hết nhé, gà vườn, ngỗng, vịt cỏ, vịt chim, bồ câu, chim chỉ, có hết cho cả nhà, rất là nhiều những món đặc sản, ốc kéo ốc chân muối, ếch nướng mỏi, ếch chiên bơ này, ếch nước lùm, gọi thêm cái ếch nước lùm nữa rồi. Cái nước lùm ăn ngon. Em ơi, Tiên sẽ gọi thêm món nước lùm nữa cả nhà. Đây bạn nhau là nước lẩu nha. Cả nhà có một ngày lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, thật là bình yên. Hai vợ chồng ăn để chiều. Ok cả nhà nhé. Bây giờ lát thì giờ lát thì lại. Rồi Kiên mời cả nhà cùng ăn trưa với hai vợ chồng nhé. Thì ở đây ăn lẩu xong rồi chúng ta sẽ thưởng thức món ếch. Lấy một con đi nước lùng. Wow, thêm hai con ấy nước lùng nữa nha cả nhà. Đây cái nước lèo rất là ngon nha, cái vị rất là đậm đà. Ngắm nhìn rau á, nhìn em rau. Ok, bạn nhà ăn ngon miệng nha. Ok, bạn Kiên cũng ăn nha cả nhà. Rồi, chúc cả nhà có một kỳ nghỉ lễ thật là tuyệt vời, vui vẻ. Bây giờ bạn Nga chưa ăn gì hết, cho nên bạn Nga sẽ ăn trước thì nó ngon hay không? Mình Kiên rất là nhớ ăn nha. Đây, cái nồi lẩu đây cả nhà. Cháo ngon lắm hả? Không dẫn hả? Ngon, rất là ngon như này nhỉ? Nước lèo đặc biệt đúng không kia?
làm những cái nhà chòi này cả nhà. Nhà chòi lợp bằng ngói, ở trên người ta lót trên ta lợp lá rất là mát nhé. Cả nhà thấy là rất là mát mẻ. Đây ngồi ăn trong gì ngon lắm. Ngon hơn đúng không? Ngon đông quá. Tính là sẽ ăn một thứ nhất là ăn một, có thể ăn món Hàn hay là món Nhật, nhưng mà nó rất là đông. Lên trên lầu 4 ăn món Việt Nam ấy, thì không còn chỗ ngồi. Nếu mà muốn ăn thì tầm 45 đến tầm 45 phút đến 1 tiếng nữa. Muốn ăn như vậy rất là mất thời gian. Cho nên là Nga có nói bạn kia là mình kiếm một chỗ nào đó nó thoáng thoáng hơn, thì đi qua được Tân Sơn Nhì á, cái nhà hàng này cũng ghé vào ăn thử, không biết như thế nào. Ăn được món lẩu cũng thấy là cái nước nó lèo đấy, rất là bổ sung đà đó. Thì mọi người ai mà gần đây thì mình có thể ghé thưởng thức ha. Rồi hết lượt không còn mà rồi lên đấy. Rồi cả nhà ơi, đây là món ếch núp lùm nhá. Món này rất là ngon. Món này hôm bữa kia đã có thưởng thức ở dưới quận 9 rồi nè. Nhưng mà hôm nay ở đây kia thấy là nó đây có thực đơn trên ngon. Đây là đồ chua này. Đồ chua rau thơm. Bên này là cái xả người ta trên giòn này. Đây là ếch này. Đấy. Có thấy là hấp dẫn không? Quá ngon luôn nha, ếch núp lùm nha. Đây là ếch, cái da ếch mà người ta chiên lên giòn này. Đây là ếch người ta đã lột da và chiên giòn. Đấy, các bạn thấy không? Đã ngon rồi. Rồi chúng ta sẽ chờ đem nước muối tiêu chanh nha, mẹ chồng. Mẹ thử miếng rồi chưa? Thử chiên, thử miếng. Vô mà xuống ăn nổi. Mày này bỏ tay, bỏ chân, bỏ tay không? Đó, biết nó không? Rồi, để mình nói được miếng ếch nha. Đây có muối tiêu chanh ớt này. Đó không? Ngon không bằng heo? Rất là thơm. Mà cái mùi hơi béo xíu. Rồi Kim sẽ thử một miếng nha. Thử cái chanh ếch đi. Chấm muối tiêu chanh này. Ngon quá. Đặc biệt là cái xả này ta chiên rất là giòn nên là có thể ăn được nhá. Xả này ăn được nha cả nhà. Xả ăn giòn thơm lắm cả nhà. Ngon. Lấy thử ăn cái da ha. Hai thịt da. Đây quý vị, ở đây có rất là nhiều những cái món đặc sản này. Đây. Đây là cái nghêu này. Nghêu chai rất là bự này. Đấy cả nhà thấy hấp dẫn không? Này, cái ốc bự vàng. À bên này ốc ốc hương. Ốc hương rất là bự này cả nhà. Đây là đặc sản biển này. Đây có cá chim này. Cá chim rồi cá rất nhiều loại, quá cá mà đặc sản.
thấy không? Chúng ta rất là bụi. Đây cả nhà thấy không? Ồ, đây có con lươn này. Lươn cá gì không? Cái này cá gì anh? Cá trạch lấu à? À, cái này cá trạch lấu này. Con trên này cái gì? Cá chăm. À, cá tầm, cá tầm. Cái này lẩu cá tầm mà rất là ngon. Tầm ngon. Cái này anh? Cá heo à? À, cá heo này. Đây là ếch nè. Ếch lươn bà. Lươn to quá ha. Kiên mới vừa thưởng thức cái món ếch núp lùm nhá. Đây thấy này, ếch rất là ngon. Đây có tôm này là tôm càng xanh này. Càng xanh này. Con cá kia là cá gì anh? Cá mà bự bự á. Cá nó đặc sản thôi. Này là chạch này. Cái này cái gì? À, chạch quế đúng không? Là chạch quế rồi cả nhà. Tôm này là tôm hoàng đế anh. À, tôm Alaska này. Tôm này nhiêu ký anh? Ai chụp mấy ký tôm Alaska đấy cả nhà. Tôm to quá. Đây ở đây có bán tươi không anh hay là chỉ có nhà anh? Bán tươi. À, bán tươi luôn nữa. À, bán đồ tươi luôn nha cả nhà. Bán đồ tươi sống hết luôn. À. Có nghĩa là người ta đến mua về nhà nấu không được không? Có được không? Hay là chỉ có thu nhà thôi? Ăn à, thu nếu mà khách mời yêu cầu thì chắc có lẽ không bán. À, đây trên này tôm hùm này. Tôm hùm này cả nhà. Tôm hùm thì bao nhiêu ký anh? Tính ngang ngang cái loại này. Hai triệu mấy hả? Dạ. Hai triệu mấy ký. Mà con này chắc hơn. Cái này rất rẻ hơn. Con này phải hơn ký hả? Hơn ký. Này hơn ký cả nhà. Cua đế. Đây cua hoàng đế đấy cả nhà ơi. Wow, hoàng đế bự quá. 27 ký. Bạch tuộc sống. Đây là bạch tuộc này cả nhà. Tôm tít này, tôm tít. Tôm tít này nấu món gì ngon này? Cháy tỏi. À, cháy tỏi nha. Con muối. À. Tôm tít này cả nhà. Cua. Cua đây bán nhiêu ký anh? Cua như 300 mấy. À, mấy ký? 300 mấy là 600 mấy. Cá bóp. Cá mát. Cá huyết bự quá nhỉ. Cá mai. Cá huyết cá mai này. Đây này nàng này. Cái này nấu món gì anh? Cá chạm hấp Hồng Kông. À, hấp Hồng Kông à. Nhảy ghê. Bào. Nên tươi sống luôn. Bán đồ thì sống luôn mai nhé. Đẹp quá. Con này mười mấy ký hả? Wow. Đuôi. Ký tại chỗ, nấu tại chỗ rồi nấu nhà hàng luôn. Ăn đồ tươi sống này. Nó nhảy ra. Cá dưới là cá đuối thôi. Đúng rồi, cá đuối. Đuối nè. Thấy rồi. Một con nào. Rồi, đây là cái đặc sản của nhà hàng nhé cả nhà. Nhà có dịp ghé bên này thưởng thức ở đây nhiều những món ngon mà đồ tươi sống luôn. Rồi chào cả nhà nhé.